Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review luyện khí 10 vạn năm tập 338. Ở cuối tập trước, sau khi không ai có thể hiểu, nàng muốn ngay lập tức đi tới bên người Từ Dương đến nhường nào, nhưng mà nàng thật sự không làm được. Khi nhìn thấy một tia hồn quang của Từ Dương chẳng những không có bất kỳ dấu hiệu bị thương gì, ngược lại còn có vẻ mạnh mẽ hơn so với lúc bình thường không ít, nỗi lo lắng trong lòng nữ đế cuối cùng cũng ổn định lại. Tốt quá! Ta biết ngay Từ Dương sẽ không để chúng ta thất vọng. Nếu đã như vậy, các người cũng nhanh chuẩn bị tiến vào thông đạo truyền tống đi thôi. Nếu như thuận lợi, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ lại được hội hợp cùng Từ Dương ở trong thế giới hiện thực. Tu La Thần tự mình lên tiếng, sau đó hắn đi trước đám người một bước, trước tiên khống chế Tu La Thần kiếm, xem như vật dẫn mà dung nhập vào bên trong quang minh màu xanh thẳm này. Bởi vì hắn bây giờ nhiều nhất chỉ được xem như một đạo kiếm hồn, cho nên không cần tiếp nhận giam cầm của nguyên tố hư không cường đại hơn, có thể tự do đi xuyên qua thông đạo này. Sau khi thăm dò ở thời gian thực một phen, Tu La lập tức truyền ra thông tin phản hồi an toàn cho mọi người. Trời ạ, thật sự không thể nào ngờ được, chúng ta sẽ quay về thế giới chân thật một lần nữa theo cách này. Lão đại, chúng ta lập tức có thể hội hợp rồi, huynh nhất định phải kiên trì, mang theo vô song cùng quay về đấy. Thế giới tưởng tượng, xin từ biệt. Mọi người dưới sự dẫn đường của khí tức Tu La kiếm, lần lượt tiến vào trong thông đạo truyền tống màu xanh thẳm, hoàn toàn rời khỏi thế giới tưởng tượng, kết thúc chuyến trải nghiệm đặc thù mà truyền kỳ nhân sinh dài đến mấy tháng này. Đối với mỗi người trong đoàn đội Từ Dương mà nói, chuyến lịch trình này không chỉ giúp bản thân lấy được cảnh giới để thăng nhảy vọt, quan trọng hơn là đã lưu lại trong trí nhớ của mỗi người một đoạn quá khứ đặc biệt không thể sao chép. Cùng lúc đó, Từ Dương và Vô Song cũng đang trải qua trận chiến sinh tử trước nay chưa từng có. Cự Long chân chính cho dù là ở bất kỳ một thế giới song song nào cũng là cường giả tuyệt đối đúng nghĩa. Đây là một sinh mạng thể mạnh nhất từ tuyên cổ đến chí kim, từ sau khi sinh ra đã đứng ngạo nghễ ở trên đời, hưởng thụ lấy thiên phú sinh mạng được trời ưu ái nhất. Cự Long đáng sợ nhất là nó không có nhược điểm gì có thể nói, chỉ có lực lượng tuyệt đối áp chế trên đối phương mới có cơ hội còn sống ở trước mặt Cự Long. Tiếng gào thét của Cự Long cuồng loạn cuối cùng bắt đầu bao trùm khắp chiến trường chính. Vô Song dưới tình huống nhân nguyên thần lực của bản thân bị áp chế vô hạn, dốc hết toàn lực liều mạng chống cự cỗ Cự Long gào thét này. Chỉ là hiệu quả thu được cực kỳ bé nhỏ, hiện tại điều duy nhất nàng có thể làm đó là cam đoan Từ Dương không bị sức mạnh của Cự Long ảnh hưởng. Mà trên thực tế, thứ gánh vác phần lớn công kích của Cự Long, căn bản là thần khí Hoang Thiên Vô Cực mà Từ Dương lưu lại bên người Vô Song. Tiểu cô nương, ta không ngờ ngươi thế mà có thể đỡ được uy áp của Cự Long ta, xem ra phương diện tinh thần lực của ngươi có thành tựu rất sâu đấy. Nhưng thật đáng tiếc, bản nguyên bên trong cơ thể ngươi cũng không được hệ thống truyền thừa của không gian này dung nạp. Vô Song cười lạnh, lời này của ngươi nói không sai, nhưng ta cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể chiến thắng ngươi, tiền bối chân long, kỳ thực ta đối với ngươi còn có mấy phần tôn kính. Nhiệm vụ duy nhất của ta bây giờ là chờ đợi Từ Dương khôi phục thực lực đỉnh phong. Vô Song không thể nghi ngờ là rất thông minh, nàng đương nhiên rõ ràng bản thân căn bản không có khả năng chiến thắng Cự Long, kéo dài thời gian chính là sách lược chiến đấu tốt nhất bây giờ. Cự Long gào thét bộc phát càng mạnh, đủ loại thuộc tính sức mạnh từ trong miệng Cự Long liên tiếp giáng xuống. Mặc dù Vô Song không có kỹ năng cường đại gì có thể thi triển ở khoảng không gian nơi này, nhưng nàng lại có thể tăng tốc độ di chuyển mình lên tới cực hạn. Nhờ vào thần khí Hoang Thiên Vô Cực mang theo năng lực thủ hộ, cũng có thể miễn dịch lại áp lực mà Cự Long gào thét mang tới ở mức nhất định. Mà cùng lúc đó, Từ Dương đã hoàn thành liên kết với khí tức bản thể trong thế giới chân thật ở bên ngoài, sức mạnh đỉnh phong đang nhanh chóng được khôi phục. Ánh sáng trên người không ngừng trở nên lóa mắt, khí tức Từ Dương tản ra càng ngày càng mạnh. Mà ở trong quá trình này, Vô Song cũng cảm thấy chấn kinh đối với đỉnh phong mà Từ Dương có được. Cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới thực lực của Từ Dương lại cường đại đến như thế. Không riêng gì Vô Song cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Cự Long bây giờ đối mặt với nàng, cũng căn bản không ngờ được Từ Dương chỉ là nhục thân nhân loại mà cũng có thể tu luyện tới trình độ đấy. Khó trách ngươi nguyện ý từ bỏ tính mệnh của mình để bảo hộ an toàn cho tiểu tử này, xem ra hắn thật sự là một kẻ tiềm lực đấy. Vô Song đột nhiên hai tay kết ấn, thiên sứ đồ đằng sáng chói sau lưng được triệu hoán ra ngoài. Bám vào phía trên bản thể mình, mặc dù đang ở trong không gian này, nhân nguyên thần chi lực bị áp chế vô hạn. Nhưng thuộc tính cường hóa và kháng tính nguyên tố của thiên sứ cũng có thể mang đến tăng phúc cho Vô Song một mức độ nhất định. Mà đúng lúc này, trong miệng Cự Long phun ra một lốc xoáy lửa cực lớn phóng đến đối diện. Áp lực mà Vô Song phải tiếp nhận không ngừng tăng lớn, mặc dù nàng không bị thương. Nhưng nàng rõ ràng có thể cảm nhận được lực nguyên tố tích chứa ở trong Cự Long gào thét này vượt xa hạn mức tăng phúc cao nhất của năng lực thiên sứ thủ hộ. Cứ theo đà này, không quá ba hiệp nữa, Vô Song đoán chừng sẽ không chịu nổi. Thân thể khổng lồ của Cự Long không ngừng tùy ý bay lượn giữa không trung,
Mỗi lần sức mạnh tập kết xong thì miệng cự long đều sẽ há ra, khóa chặt khí tức vô song rồi tiến hành phun ra hỏa lực. Trời ạ, không hổ là cự long chân chính, lực lượng như vậy nếu như đặt ở đại lục Tam Nguyên, e rằng không có bất kỳ sinh mạng nào có thể chống lại. Nghĩ đến Hắc Giao Vương kia chỉ ở trạng thái giao long, còn có chênh lệch khó có thể tưởng tượng với cự long chân chính, nhưng cũng đã có thể xưng bá toàn bộ đại lục. Vô Song càng cảm nhận được sinh mạng thể ở trước mặt loại cự long đỉnh cấp này, nhân tộc như mình nhỏ bé đến thế nào. Nhưng trước mắt rõ ràng không phải thời điểm để phàn nàn, cơ hội phản kháng lưu lại cho Vô Song cũng càng ngày càng ít. Ta đề nghị ngươi từ bỏ chống cự đi, rời khỏi nam nhân này, nếu không, ngươi sẽ chết còn thảm hại hơn hắn ấy. Vô Song cười khẽ, nếu như ta sợ chết thì đã không xuất hiện ở trước mặt của ngươi, bớt nói nhiều lời, cho dù ngươi là cự long chân chính, ta cũng không cần thiết cúi đầu trước ngươi. Vô Song hơi nheo đôi mắt đẹp, trong lòng bàn tay, thiên sứ thánh kiếm chỉ thuộc về truyền thừa thiên sứ nhất mạch, chậm rãi hiển hiện ra. Dù cho bị khu vực không gian đặc thù này áp chế vô hạn, nhưng ánh sáng hỏa diễm thần thánh mà bản thể thánh kiếm thiên sứ tản ra vẫn chói mắt như thế. Cảm thụ sức mạnh thiên sứ đi. Một kiếm kinh khủng như rít giữa không trung chém xuống, Vô Song không tiếc nuối bất kỳ thứ gì, đánh ra một đợt tiến công cường đại nhất thuộc về mình. Nhưng mà kết cục lại khiến nàng cảm nhận được cảm giác bất lực thật sâu sắc. Bởi vì lúc đạo kiếm mang mà nàng vung ra đánh vào bản thể vòng xoáy nguyên tố của cự long gầm thét, cơ hồ trong khoảnh khắc, tất cả kiếm mang hoàn toàn tan vỡ. Đừng nói là tạo thành một chút xíu vết thương cho cự long bản thể, ngay cả vòng xoáy gào thét hắn phun ra cũng không thể chống cự được. Ha ha ha, nhân loại nhỏ bé, thực sự là không biết tự lượng sức mình nha. Sứ mệnh của ngươi đã kết thúc, đến đây cáo biệt thế giới này đi. Đột nhiên, cự long nâng móng vuốt phải lên. Trong lòng bàn tay chậm chậm tụ ra một vòng sáng hình tròn màu vàng kim vô cùng sáng chói. Cái vòng sáng này ẩn chứa sức mạnh vậy mà đã tiếp cận trình độ thần cấp. Tiếp nhận giam cầm lực từ hào quang của long đi. Ta dám cam đoan, ngươi căn bản không thể tránh thoát nó. Không đầy nửa khắc đồng hồ, sức mạnh thuộc về huyết mạch chân long sẽ hoàn toàn nghiền nát cơ thể ngươi. Lần này lời nói cự long không hề có nửa điểm khoa trương, nó cũng không nói cho Vô Song biết. Khi nó chưa bị nhốt ở trong vô tận tháp, nó đã từng dựa vào vòng sáng này xé nát một cường giả thần cấp chân chính. Lực lượng kinh khủng nhanh chóng tập kết, Vô Song lần này cuối cùng bị thúc ép dừng lại động tác. Bởi vì nàng biết rõ, cho dù trả giá toàn bộ bản thân cũng căn bản không có khả năng cản trở được loại lực lượng áp chế này. Trong lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc đó, ở sau lưng, Từ Dương đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức cường đại làm Vô Song nhớ thương kia cuối cùng cũng buông xuống một lần nữa. Ngươi có thể giữ hành vi kiêu ngạo riêng biệt của long tộc ngươi, nhưng ngươi không nên vô pháp vô thiên với nữ nhân của ta. Tiếp theo trong nháy mắt, Từ Dương đột nhiên từ trên mặt đất dựng lên, khí tức đỉnh phong thuộc về hắn nhanh chóng bao phủ toàn bộ chiến trường. Ánh sáng màu đen quen thuộc có 1102 của Tu La Thần nhanh chóng bao phủ toàn thân Từ Dương. Khí tức hắn tản ra dường như còn đáng sợ hơn so với vô số lệ quỷ vong linh xung quanh luyện ngục Diêm La này. Giống như ở nơi này, Từ Dương mới là chúa tể thống nhất quần ma. Ta muốn ngươi biết rõ, cho dù là long tộc, ở trước mặt ta đây cũng không có bất kỳ vốn liếng gì mà cuồng ngạo. Từ Dương vừa nói xong, vương giả kiếm quen thuộc kia lại một lần nữa vào tay, kiếm hồn hoàn toàn bốc cháy lên cực nóng như hỏa diễm vậy. Gầm lên giận dữ, một kiếm này của Từ Dương gần như đã nghiền nát hết toàn bộ sức mạnh của cự long trước mặt. Cương khí nguyên tố cự long vốn cuồng bạo cỡ nào cũng vỡ nát trở thành hư vô chỉ trong chốc lát. Vừa đối mặt, Từ Dương đã phóng ra khí thế kiêu ngạo mà ngay cả cự long cũng phải rung động kinh khủng. Tiểu tử giỏi lắm, ngươi quả nhiên đã làm ta mở rộng tầm mắt rồi đấy. Nhân tộc kỷ nguyên này vậy mà xuất hiện nhân vật số một như ngươi. Nói là kinh tài tuyệt diễm cũng không quá chút nào. Từ Dương cười lạnh, lắc lắc ngón tay về phía cự long trước mặt. Ta không cần bất cứ người nào khen tặng, đặc biệt là khen tặng đến từ đối thủ của ta. Nếu như ngươi thật sự cảm thấy sợ hãi vậy thì thần phục ta đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi láo xược. Uy nghiêm của cự long chưa bao giờ cho phép bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Nhưng mà Từ Dương lại đang dùng một cách thức như vậy nói cho đối thủ, hắn cũng có thể một tay che trời giống vậy ngay trước mặt cự long. Càng quan trọng hơn là, vương giả kiếm trong tay Từ Dương, vốn là thần binh cái thế đứng lên từ trên xác cự long. Thân hình Từ Dương liên tiếp chớp lóe trong hư không, lưu lại một cái bóng dài quỷ dị. Mà ở trong thời gian này, Vô Song rõ ràng phát hiện, mỗi một chỗ Từ Dương lưu lại tàn ảnh, đều lóe lên quang diễm kỳ quái màu đỏ khó hiểu. Mà vài quang diễm này ngưng tụ thành trung tâm quang điện, giữa hai bên liên kết với nhau tạo thành một hình dáng đồ đằng trận pháp vô cùng tinh vi mà quỷ dị. Nào biết, ngưng kết những cực điểm này, chính là Từ Dương học được trong khi đối kháng với đạo hồn niệm Tiêu Dao đạo quân kia. Những điểm sáng này, mỗi đạo điểm đều chứa đựng lực lượng mạnh nhất duy nhất thuộc về Từ Dương trong khoảnh khắc đó. Trên thực tế,
chính là dựa vào tốc độ cực hạn và uy áp khí tức cường đại. Ở trong khoảnh khắc xé rách hư không của cực điểm đối ứng kia, đem sức mạnh của mình trong nháy mắt đó cất giữ vào trong hư không trì trệ. Loại thủ đoạn này yêu cầu người thi pháp phải vượt qua tốc độ cực hạn cùng với độ mẫn cảm vô hạn của khí tức đối với không gian. Dù sao không phải ai cũng giống Tiêu Dao đạo quân, có thiên phú trời sinh khống chế lực hư không kia. Từ Dương học xong làm ngay mà có thể làm được đến trình độ này, đã là xưa nay chưa từng có. Cự Long thoạt đầu cũng không có phát hiện gì, vẫn đang điên cuồng phóng thích năng lượng kinh khủng của mình. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi, xem đây. Nhục thân Cự Long không ngừng teo nhỏ. Không đầy một lát, vốn là thân thể Cự Long khổng lồ dài mấy chục thước đã ngưng kết thành hình dáng hình người. Nhưng hắn cũng không phát hiện, chỗ dưới chân mình đang đạp, chính là vị trí của một đạo cực điểm hạch tâm mà Từ Dương lưu lại cuối cùng kia. Ha ha, ngươi xác định muốn lấy hình thái thân xác con người đối kháng với ta thật ư, như vậy ngươi sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục đấy. Từ Dương nói xong, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay cái đục, nháy mắt tiếp theo, vô số cực điểm trong hư không đồng thời bộc phát. Mà những hình thái tia sáng kia bị hắn liên thông thành một pháp trận hoàn chỉnh, ngay lúc cổ năng lượng này bùng nổ đã bện thành một gông xiềng bằng hư không cực kỳ phủ kín. Ha, không biết lượng sức. Ngươi cho rằng dùng loại thủ đoạn trẻ con này là có thể áp chế ta sao? Từ Dương chỉ lạnh lùng nở nụ cười, cũng không trả lời gì, chỉ là nháy mắt tiếp theo, nhục thân Cự Long cứ như vậy biến mất ở trước mặt hai người không hề có một điểm báo trước. Tại sao có thể như vậy? Từ Dương, Cự Long đi nơi nào rồi? Hắn đã bị hư không chi pháp của ta, tạm thời rời đi. Từ Dương nói, dáng vẻ kiêu căng vương giả bá khí vô địch vừa nãy giống như lập tức uể oải đi rất nhiều. Ngươi đây là bị thương sao? Sao ta cảm thấy khí tức của ngươi tuyệt đối không ổn định? Đối mặt với nghi vấn của Vô Song, Từ Dương bình tĩnh lắc đầu, cũng không phải bị thương. Chỉ là lực hạn chế của pháp tắc trong không gian này còn mạnh hơn ta tưởng. Dù sao nhục thể của ta cũng không ở đây, lực lượng bản nguyên trong khi cách không dẫn dắt nhục thân làm tiêu hao tinh thần lực của ta khó có thể tưởng tượng. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Từ Dương chỉ trước mặt. Nếu như ta đoán không sai, đạo vực sâu thứ 99 hẳn là một điểm cuối khác của Vô Tận Tháp. Chỉ cần chúng ta có thể dùng lực lượng cường đại đánh vỡ kết giới ẩn giấu nơi này, hẳn là có thể trở lại vị trí thế giới hiện thực tương ứng. Vô Song rõ ràng cũng không phải quá hiểu rõ cái gọi là táng tu chủng rốt cuộc có nghĩa như thế nào. Nhưng chuyện duy nhất nàng có thể làm đó là tin tưởng, hơn nữa ủng hộ mỗi quyết định Từ Dương đưa ra. Được rồi, nói cho ta biết tiếp theo ta nên làm như thế nào. Dùng thiên sứ chi lực của ngươi, giúp ta khóa chặt một tọa độ hư không có hình thái cố định. Ta sẽ ngưng kết toàn bộ lực lượng có thể thi triển vào lúc này mắt, mượn nhờ thần khí hoang thiên vô cực, tranh thủ cưỡng chế phá vỡ tọa độ hư không này. Chỉ cần có thể để cho các đội hữu của ta cảm nhận được khí tức ngươi và ta phát ra từ nơi này, bọn họ nhất định sẽ có hành động. Từ Dương vừa dứt lời, tiếng long ngâm kinh khủng kia lại nữa tàn phá bừa bãi mà ra. Dù sao năng lượng hắn có thể điều khiển cũng có hạn, vừa rồi coi như thành công đắc thủ, thế nhưng di chuyển Cự Long đến vị trí hư không cũng không phải quá xa. Lấy thực lực Cự Long kia, đoán chừng không kiên trì được vài phút nữa, hắn ta sẽ về tới đây. Một khi hai người không thể quay lại thế giới chân thực trước lúc đó, như vậy bọn họ căn bản không thể còn sống mà rời đi. Vô Song biết rõ, bây giờ hai người gặp phải nguy hiểm đến mức nào, không có bất kỳ nói nhảm gì, nàng lập tức sờ vào mi tâm mình, khí tức thiên sứ cường đại lần nữa buông xuống. Cùng lúc đó, Từ Dương cũng thử đem linh hồn của mình dung nhập vào bên trong thiên sứ chi hồn, khóa chặt cực điểm hư không sắp bị phá vỡ kia. Đến đây thì cũng khép lại tập 338 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.